dạ em tên là hồng ân và đến từ một trường đại học nhỏ ở đồng nai đó là trường đại học công nghệ đồng nai và em rất là may mắn để mà có được chiếc vé ngồi hôm nay à, em có hai câu hỏi đặt đến với anh chị đó là thứ nhất đó là à, hiện tại thì em có một ý tưởng từ thời là sinh viên à, từ năm nhất à, và em có cơ hội là gặp được anh đặng lê nguyên vũ và anh đã khuyến khích cái ý tưởng đó nhưng mà thật ra à, em đã viết ý tưởng nhưng mà à, gặp rất là nhiều khó khăn à, thứ nhất đó là à, về ai sẽ à, tài trợ cho mình thứ hai đó là uh, ai sẽ đưa ra thị trường về cái sản phẩm đó cho mình có rất 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 nhiều là khó khăn và khi nếu như mà em đun đầu vào đó em làm thì uh, ai sẽ là người nuôi chính bản thân em thì em thấy rất là khó khăn khi mà uh, mình có thể tự khởi nghiệp cho chính bản thân của mình vậy thì uh, làm như thế nào thì để mà uh, mình uh, có thể thay đổi công việc để mình có thể học hỏi được tất cả những cái mà mình cần bổ trợ chính bản thân mình thì liệu khi mà mình đã có tất cả những cái kỹ năng đó rồi thì cái độ tuổi chín mùi của mình nó đã quá rồi và cái câu hỏi thứ hai là nếu như mình cổ động tất cả các bạn sinh viên mới ra trường mình khởi, khởi nghiệp vậy cái sự chênh lệch giữa người muốn làm chủ và người muốn đi làm thuê vậy ai cũng muốn làm chủ vậy ai sẽ là người làm thuê dạ cảm ơn ạ À, cảm ơn bạn. À, xin mời chị luật sư xinh đẹp trả lời câu hỏi cho bạn sinh viên xinh đẹp kia. À, đầu tiên là cảm ơn cô hỏi của bạn. Các bạn luôn luôn nghĩ là làm chủ ở đây, tức là chúng ta sẽ mở doanh nghiệp đúng không? Tức chúng ta sẽ là chủ sở hữu doanh nghiệp. Thì trên góc độ của Thoa thì nhiều khi ta không nghĩ như vậy. Một người như Thoa cũng có thể gọi là làm chủ. Thì một người như Steph, uh, như là Tim team, team Cook bây giờ thì sẽ gọi là làm thuê. Thì các bạn muốn là ai? Thì ông mới làm thuê cho Apple bây giờ ông ấy làm một thời gian thì ông mới được cho một triệu cổ phiếu thì ông sẽ lại là chủ của Apple rồi thì lúc đó thì chúng ta sẽ có nhiều cái phương diện để chúng ta đánh giá không phải vấn đề là các bạn làm chủ hay làm thuê mà các bạn phải đầu tiên các bạn sẽ xác định mình là mình có thể là một người làm thuê nhưng mà làm thuê với suy nghĩ là có vị thế của một người làm chủ tức là sao tức là con đường tương lai của các bạn các bạn phải chủ động các bạn phải định hướng OK, bạn cảm thấy là à thời điểm này bạn mới là sinh viên, bạn chưa đủ tiềm lực kinh tế tài chính uh, kiến thức để các bạn làm, thì bạn đưa ra một cái lộ trình à một hai năm đầu tôi sẽ làm những công việc như thế này, tôi đi vô công ty đó tôi làm thuê cho họ nhưng không phải tôi làm thuê tôi lấy lương tôi sống đâu, tôi làm thuê để tôi học tập những kỹ năng những kiến thức uh, để và những cái tạo cái mối quan hệ thì khi các bạn cảm thấy rằng các bạn gom đủ những điều đó rồi thì các bạn sẽ bước ra và các bạn sẽ làm chủ một doanh nghiệp riêng của các bạn. Hoặc đơn giản, khi đó các bạn cảm thấy ờ, thực ra mình làm như vậy, mình làm thuê như vậy, mình nhảy lên, mình làm cho tập đoàn luôn. Nó cho mình cổ phiếu luôn. Như vậy là mình làm chủ của nó là hay rồi. Chị Lệ sẽ có một số chia sẻ với các bạn. Nhưng mà tôi chỉ cho các bạn như thế này. Các bạn về, chỉ à, chị có xài Facebook không ha? Đó, đó, có Facebook Bạn follow Facebook Chị lại post cái gì bạn thả tim hết cho tôi Bạn thả cho đến lúc mà notification nhà chị ngợp luôn Rồi bạn mới đặt vấn đề Thưa chị Lệ em muốn giúp chị xài tiền Xin nhường lại cho chị Cảm ơn bạn Tôi định nghĩa là nếu mà tôi muốn làm chủ Thì tôi muốn làm chủ về tài chánh Tôi muốn làm chủ về thời gian Và lộ trình của tôi Tôi muốn làm chủ về cái công việc của tôi Tôi muốn làm thì làm, mà tôi muốn nghỉ thì nghỉ bạn khởi nghiệp là bạn phải nghĩ là bạn phải nuôi được bạn, nuôi được cái đội ngũ của mình và thậm chí còn mang lại cái giá trị cao hơn cho xã hội. Nếu mà bạn hỏi là khi nào khởi nghiệp thì tôi có ba câu chuyện để kể. Câu chuyện thứ nhất là một bạn mentee trong chương trình mà tôi uh, uh, tổ chức chung với các uh, anh chị bạn, cả anh Đức ở đây cũng tham gia. Thì uh, bạn đã bảo em khởi nghiệp từ lúc 12 tuổi. Em uh, bán cái đồ mà em bảo kiểm đồ gì trên, trên game á. Yes! Rồi. Tới sau đó là bỏ học và tới năm 15 tuổi là khởi nghiệp làm một cái phòng net để chơi game. Và vừa rồi đây bạn gặp tôi bạn nói em bán cái phim HD.com của em được mười mấy tỷ rồi chị. Và bây giờ bạn nói, hình như có hai tuổi à, chưa tới nữa. Một cái trường hợp thứ hai là một chị hội viên trong Hawaii, trong hội nữ doanh nhân của tôi. Chị ấy khởi nghiệp vào năm 66 tuổi. Rồi một trường hợp nữa là chính bản thân tôi trải nghiệm thì tôi mới đầu tư vào một cái phần mềm tôi mời một cái đội cốt rất là tốt ba bạn là tốt nghiệp thủ khoa và là á khoa của đại học uh, bách khoa uh, ngành công nghệ thông tin để làm cái phần mềm đó thì đương nhiên cái câu chuyện vì nó vì sao nó nó không thành công bung lên mà nó thất bại lần có ngang lại một cái lý do nhưng mà tôi nghĩ cuối cùng tôi ngồi tôi cắn lưỡi tôi nghĩ là tôi ân hận quá vì tôi đã làm cho các bạn này hỏng Ý là người ta trở thành overnight, trở thành một big boss và cảm thấy mình có rất là nhiều cái cơ hội phía trước nhưng mà không chuẩn bị sẵn sàng cũng như không có sẵn sàng để học hỏi. Và cái đó là cái mà tôi ân hận mãi. Tức là tôi, tôi làm thui chuột một tài năng hoặc là hai tài năng ở Việt Nam đây. Ba cái ví dụ của tôi là 66 tuổi cũng có thể khởi nghiệp mà phụ nữ nha. Rồi À, ra trường là 24 tuổi cũng có thể khởi nghiệp và có thể khởi nghiệp lúc 12 tuổi như cái bản thi của tôi khi mà bỏ học vào năm, lớp 5. Cái quan điểm của tôi là nó phải có một cái điểm ngọt. Thường để xác định một cái điểm ngọt chúng ta sẽ có ba cái miếng ghép, ba cái vòng tròn. Ba vòng tròn đánh giao thoa với nhau thì thấy cái chỗ mà cả ba cái giao thoa với nhau là cái điểm ngọt. Cái vòng tròn đầu tiên đó là cái trải nghiệm trải nghiệm về cuộc sống, trải nghiệm về quản lý. Bạn phải làm việc với con người, bạn phải trở thành một người leader để làm sao trong cái team của bạn từ vài ba người cho trở thành vài trăm người họ trở thành cái người follower họ đi theo bạn. Thứ hai là cái kỹ năng và kiến thức. Bạn có thể học trong trường, cô giáo và các thầy cô để dạy cho các bạn rất là nhiều kiến thức hay và kỹ năng của các bạn ra trường có thể rất là tốt làm việc ngay được trong doanh nghiệp. Cái vòng tròn thứ ba là cái phần ngoại lực. Ngoại lực có thể là những cái miếng ghép về năng lực từ cái partner của mình, cái chemistry, cái cái sự hợp cả với cái đối tác của mình, hay là cần thêm vốn để má búng nó lên từ 10 người hay là 10 cửa hàng trở thành 100 cửa hàng. Thì nếu mà bạn có được ba cái vòng tròn đó nó giao thoa được một cái điểm nhỏ thôi cũng được Thì bạn nên khởi nghiệp bất kể là bạn 12 tuổi hay là 66 tuổi hay 28 tuổi à, Xin cảm ơn chị